Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà một cái giống mai, đó chính là giảo Thủ Đức cả nhà. Với giá cũng thật sự rất là hữu nghị luôn, chỉ có 50.000 một cây thôi nha. Thì rất là rẻ cả nhà. 50.000 một cây, nhưng mà nếu ai lấy 4 cây là bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn, chỉ có 200.000 thôi. Mà loại này chúng ta về ha, chúng ta mai mốt chúng ta hay chậu qua Tết này cũng được một ít hoa cả nhà. Đây em đã bấm ngọn rồi ha, cái đọt nó đang ra rất là đẹp luôn nè. Đây cây thì cũng có xử lý rễ nha, thì rễ thì nói chung cũng rễ quấn kiểu này kiểu kia thôi cả nhà, chứ nó không có cái này là môi dưới nha, môi dưới nó có rễ nôm ha. Đó, nói chung là hàng này giá rất là sinh viên cả nhà, chỉ có 50.000 một cây thôi nha. 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi một cái giống nữa, nó chính là giống cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha cả nhà. Loại này á thì giá em bán là chỉ có 80.000 một cây thôi nha, nó cũng xử lý rễ hết nha. 3 cây thì em sẽ bao ship. Thêm một cái giống mới, đó chính là cúc chùm nha, cúc chùm của Bình Định cả nhà. Loại này thì em bán 250.000 một cặp nha, bên em một cặp sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Rồi bên đây là cúc phượng hoàng cả nhà, cúc phượng hoàng ha, loại này thì em bán với giá là 250.000 một cặp nha, một cặp thì bên em sẽ bao ship, cái này chúng ta lấy bo được luôn rồi cả nhà. Rồi cúc vip thì chỉ có 80.000 một cây thôi nha. Cây như thế này đây, rễ thì xử lý hết cả nhà, giá 80.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi tiếp tục bên đây chính là một cái giống hàng giống là đại lộc liền cốt 3 mùa cả nhà. Đây cái cốt của nó rất là mập rồi ha, rễ thì xử lý rất là đẹp luôn, liền cốt 100% rồi cả nhà. Cây cao tầm khoảng 30 và nhánh rất là nhiều luôn ha. Loại này về chúng ta lấy bo và sau đó để chơi Tết thì rất là ok nha cả nhà. Đây cái gốc của nó xử lý như thế này, và cái cốt của nó đây rất là mập bằng ngón tay tỏ của em, còn cái gốc thì bằng ngón tay cái hết rồi cả nhà. Đó, giá là 160.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Hàng này là hàng nói chung là hàng đơn cả nhà. Lá rất là nhiều, tuy nhiên thì lá này trong cái tháng này thì chúng ta cũng phải rong lá bớt để cho nó ra đọt. Bởi vì hàng nhiều quá cho nên tụi em cũng chưa có rong lá kịp, cho nên mọi người về rong lá giúp em nha. Rồi hàng bên đây chính là hàng giảo Đa Phúc. Loại này nổi tiếng là hoa to, hoa rất là đẹp luôn, 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Đây giá thì 80.000, 90.000 một cây nha. 3 cây thì bên em muốn sẽ bao ship, rễ thì tất cả đều xử lý rễ hết nha cả nhà. Đây rất là đẹp luôn nha, đó chính là giảo Đa Phúc. Rồi hàng bên đây chính là hàng cúc 150 nha cả nhà, cây cao khoảng một gang tay của em nha, giá 80.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, đây là cúc 150. Và hàng bên đây chính là hàng cúc thọ hương nha cả nhà. Cúc thọ hương đây cao cũng khoảng một gang tay của em ha, giá cũng có 80.000 một cây luôn nha. Thì tất cả đều được xử lý rễ hết nha cả nhà. Đây đó, 80.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship. Và có một cái chương trình tri ân khách hàng bên vườn mai của Chiếc Chè Bông, chính là 10 cây thì bên em sẽ tặng một cây nha. Rồi tiếp tục bên đây là hàng cúc không nhị Hoàng Quyết Long nha. Đây cây như thế này nha cả nhà, cây cao khoảng một gang tay của em hơn rồi. Cái này về chúng ta có thể lấy bo liền được luôn, giá là 250.000 một cặp, bên em một cặp sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi hàng bên đây chính là hàng cúc đỏ xanh bông chùm. Đó, rễ xử lý đây cả nhà, rất là đẹp ha. Đây cây này nó rất là dễ cho hoa nha, giá thì 100.000 một cây cả nhà. Đỏ xanh Quảng Nam ha, 3 cây thì bên em sẽ bao ship. Và một cái loại đó chính là hoa thơm quảng hương mộc mai nhé cả nhà. Đó, quảng hương mộc mai, loại này thì em bán với giá là 250.000 một cặp nha. 2 cây thì em sẽ bao ship luôn cho chúng ta luôn. Rồi một cái giống nữa, đó chính là cúc Tân Châu, 24 đến 36 cánh cả nhà. Đây đó, loại này thì giá 80.000 cây thôi cả nhà. Cây cành nhánh rất là xum xê, cao khoảng 3 tấc đến 4 tấc luôn nha. Loại này về chúng ta lấy bo sau đó là chơi Tết luôn cả nhà. Rễ thì tối chung cũng xử lý đủ kiểu hết nha, giá chỉ có 80.000 một cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em sẽ bao ship ha. Rồi tiếp tục là cái hàng, đó chính là hàng giá 80.000 nữa, đó chính là hàng đại lộc nha. Đại lộc đó, đây đại lộc này thì cũng có 80.000 cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship, cái này em để cho dài vivo cho chúng ta lấy bo luôn nè, cao khoảng 40 cm luôn cả nhà. Đó,
Rồi, tiếp tục một cái hàng rất là hot nữa, đó chính là giảo Phú Tân liền cốt cả nhà. Lô này quấn rễ cực đẹp luôn nha, đã uống dáng lông hết đó, cây rất là đẹp luôn. Đây, rễ thì xử lý đủ kiểu, nó có cây bí, nó có lò xo đủ loại hết nha. Nhưng mà cây rất là tốt luôn, cả nhà nhìn thấy cái cây nè, nó phát triển cực kỳ đẹp đó. Đây, giá chỉ có 100 ngàn một cây thôi cả nhà, ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, đây là giảo Phú Tân nhỏ 100 ngàn một cây. Tiếp tục bên đây là hàng giảo Phú Tân lớn, này liền cốt 3 mùa cả nhà. Đây, em sẽ quay cho chúng ta xem. Rồi đây, cái này đa số là củ nở. Cái cây nè cả nhà nhìn thấy nó xum xuê đến như vậy nè, đều uống dáng lông hết rồi, 3 mùa rồi cả nhà, chỉ có 190 một cây thôi ha. Giờ chúng ta chơi bo, chơi rồi lè tết lấy bo và chơi tết thoải mái luôn nha. Thì cái giống giảo Phú Tân thì mọi người đã biết nè, cả nhà nhìn thấy nó thân lắc nè, củ nở ha, cao khoảng 30 đến 40 luôn. Rễ đây đó, xử lý rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn thấy tuyệt vời luôn. Chỉ có 190 một cây thôi, ba cây thì bên em sẽ bao ship nha, ở 10 cây thì bên em sẽ tặng một, quá tuyệt vời á cả nhà. Rồi, một cái giống bên đây nữa chính là cái giống dễ chăm dễ trồng, đó là cái hàng giả siêu nụ nha cả nhà. Đây, em sẽ cho cả nhà mình cùng xem. Trời ơi, cây bên em bán rồi rất là xum xuê nha, rễ thì xử lý hết, cây nào cũng có xử lý rễ nha đó. Rồi, cao khoảng 2 tấc mấy đến 3 tấc, giá là 125 ngàn một cây. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó chính là hàng giả siêu nụ, lấy bao vô tư thoải mái, cây cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây cả nhà ơi, hàng bên đây chính là hàng họ Hương. Đây, họ Hương cây xum xuê như thế này luôn nha, giá chỉ có 101 một cây thôi cả nhà. Ba cây thì bên em sẽ bao ship nha, này giờ chúng ta lấy bo được luôn nè. Rồi đó, 101 cây nha, ba cây thì bên em sẽ bao ship nha cả nhà đó. Rất là ok ha. Rồi, tiếp tục một cái giống nữa, đó chính là giống cúc quý phi cả nhà. Rồi, cúc quý phi nha đó. Rồi, 250 ngàn một cặp, một cặp bên em sẽ bao ship nha, lấy bo vô tư, cao khoảng 2 tấc mấy cả nhà. Rồi, một cái giống nữa, đó chính là giống giảo đọt đỏ nha, giảo đọt đỏ. Loại này thì vừa chơi lá vừa chơi hoa ha, nó ra đọt đỏ rất là đẹp nha. Đó, đây. Rồi, giá 101 một cây, loại này giờ chúng ta cũng có thể lấy bo được luôn nè. Cây quá đẹp cả nhà, cành nhánh nè. Đó, 101 một cây luôn nha, ba cây thì bên em sẽ bao xí luôn. Và đó là cơ bản những cái giống bên vườn mai của chú chè bông nha. Nếu mà ai thích loại nào thì xin alo, số điện thoại em để bên dưới ha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em ạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.